Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu tiêu thụ giống cây chanh dây trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tăng cao trong thời gian qua, thị trường loại cây giống này theo đó cũng phát triển khá mạnh. Để tránh mua nhầm cây giống trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là những nông dân thông minh, bà con đã tìm đến những cơ sở bán cây giống đã được cơ quan chức năng chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và rất hài lòng với những giá trị mang lại khi đầu tư phát triển chanh dây. Đây là vườn chanh dây của anh Trần Thế Hà ở thị trấn Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Anh Hà bắt đầu trồng chanh dây từ năm 2017, trong khi một số bà con nông dân xem chanh dây như cây trồng thời vụ phát triển theo thời giá, thì với anh Hà, chanh dây là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính và ổn định nhờ hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Đạt được như vậy là nhờ anh biết chọn cho mình một hướng đi phù hợp từ khâu chọn giống đến kỹ thuật canh tác và nhu cầu thị trường. Với quy mô hơn 8 hectare chanh dây, trồng toàn bộ giống RP8, tỷ lệ chanh Âu đạt từ 70 đến 80%, với giá bán chanh Âu ổn định từ 35 đến 40 ngàn đồng 1 kg. Mỗi vụ thu hoạch, anh Hà thu được trên dưới 4 tỷ đồng. Từ năm 2022, là bắt đầu tôi có chuyển đổi trồng giống chanh RP8 của công ty Quốc tế Thông Đỏ và cảm thấy chất lượng rất chi là ok. Nguồn giống chuẩn, cây mạnh, kháng bệnh tốt và tỷ lệ làm chanh Âu đạt tới 70-80%. Còn đâu trước cái khoảng thời gian ấy, tôi cũng có trồng 5 năm đã canh tác chanh rồi và trồng các giống khác. Nhưng mà từ khi chuyển qua giống RP8, tôi cảm thấy chất lượng rất ok, đạt năng suất tốt và thu nhập hiệu quả kinh tế cao. Nếu như ở cái mức bình thường như vừa này, thì hiện tại chanh Âu bây giờ đang dao động từ 35 đến 40 nghìn một cân chanh Âu sạch. Thì như vườn này thì bây giờ đang đạt được khoảng tỷ lệ là khoảng 70-80% chanh Âu. Thì chỉ tiêu nước bói là chỉ cần khoảng 5 cân chanh Âu thôi. Thì đồng nghĩa với việc là mình đã lấy lại vốn rồi. Không riêng anh Hà mà qua khảo sát, nhiều nông dân ở Tây Nguyên khi trồng giống RP8, kết quả mang lại vườn chanh đạt năng suất, chất lượng. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập cũng khá cao và ổn định, kể cả khi giá chanh dây bị giảm sâu như hiện nay. Với cái biến động thị trường như bây giờ, thì nếu mà bà con mà như hồi xưa thì làm chanh múc chanh xô, thì bây giờ với cái giá cả như này là rất là lo lắng. Nhưng mà nếu mà với cái giống tốt RP8 kèm theo với kỹ thuật, thì mình sẽ tạo ra được những cái chất lượng rất là tốt như này, thì mình sẽ không lo về giá, về những cái biến động thị trường đang như bây giờ. Cái tư duy bây giờ mình cần phải đổi mới, đó là mình phải chăm sóc vườn thật đẹp, mình phải đầu tư kỹ thuật, mình phải chọn giống tốt, giống chất lượng để mà mình hướng tới là một cái thị trường mình sẽ xuất hàng đi châu Âu, chứ không phải là mình sẽ bán múc bán xô. Và đem khi mà mình hướng về xuất chanh Âu thì mình sẽ có được cái năng suất cao hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Giống chanh dây RP8 do Trung tâm Giống Cây Trồng Chất Lượng Cao thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ sản xuất đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai công nhận là giống cây đầu dòng và đang được bà con trồng chanh dây khắp các tỉnh trong nước tin dùng nhờ những ưu điểm vượt trội. Qua cái quá trình thu mua, nhà là thu mua chanh chuyên để xuất đi châu Âu, thì thấy cái giống RP8 của mình là nó đáp ứng được rất nhiều cái yếu tố để xuất đi châu Âu. Ví dụ như là trái cứng, màu đẹp và sản lượng cũng rất là cao. Trong cái thời gian đi mua thì thấy như vậy, cho nên là nhà cũng có cung cấp và giới thiệu đến bà con rất là nhiều. Giá chanh dây nó đang biến động rất là mạnh như thế này, thì theo như mình thì bà con nên chủ động theo cái xu hướng sản xuất chanh để xuất khẩu châu Âu. Bởi vì là xuất khẩu đi châu Âu rất là ổn định, chứ không như các cái thị trường khác. Thông Đỏ chúng tôi thì rất vinh dự và tự hào khi là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế chanh dây tại khu vực Tây Nguyên. Từ những cái tín hiệu khả quan của thị trường chanh dây trên toàn thế giới, sự mở cửa của thị trường Trung Quốc đã chấp nhận chanh dây được xuất khẩu chính ngạch vào cái thị trường lớn này. Và sự có mặt của các cái nhà máy sản xuất dịch chanh dây lớn ở trên thế giới đã có mặt ở tỉnh Gia Lai. Tôi tin rằng với sự cần cù và siêng năng của bà con nông dân, sự đoàn kết, nỗ lực của các hệ thống chính trị và các bên tham gia cái chuỗi liên kết thì sẽ đưa Tây Nguyên trở thành thủ phủ chanh dây của Việt Nam và cũng như là của khu vực, đưa cái vị thế chanh dây lên tầm quốc tế.
Đó là tiền đề tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con nông dân và tạo cái tiền đề để đưa cái ngành nông nghiệp của Việt Nam có tiếng nói ở trên trường quốc tế. Trung tâm giống cây trồng chất lượng cao của công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ có địa chỉ tại xã Gia Phang, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2021 và hiện nay đang mở rộng thêm giai đoạn 4, nâng tổng diện tích nhà màng lên gần 80.000 m2, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay với công suất sản xuất 20 triệu cây giống chanh dây mỗi năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giống cây trồng và áp dụng quy trình chặt chẽ, sản xuất theo công nghệ hiện đại, Trung tâm giống cây trồng chất lượng cao của công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ đảm bảo sản xuất ra thị trường cây giống chanh dây có chất lượng cao nhất để phục vụ nông dân.